buổi tối cả nhà nha. Đầu video á, sang chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nha cả nhà. Hôm nay thì hai anh em sang trở lại sông Tiền, Giang Lưới Neo tiếp tục nha cả nhà. Do mấy em dài công việc bận quá rồi sang không có giao video cho cả nhà xem được. Mong cả nhà thông cảm nha. Hồi nãy giờ thì hai anh em sang cũng mới vừa bổ lưới xong. Đợi cũng khoảng 2-3 tiếng nữa thì hai anh em sang kéo nha cả nhà. Hiện tại thì hai anh em sang đậu ngay thùng phi nè cả nhà. Hôm nay thì hai anh em sang quánh ngay dưới Tăng Châu nha, điểm cũ nha cả nhà. Bắt cá sấu khủng này, bắt con Hugo Hugo nha các bạn. Ở bên đây thì thị xã Tăng Châu của tỉnh An Giang nha cả nhà. Còn ở bên sông bên đó thì bờ kè Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Hai tỉnh cách nhau chỉ có một con sông thôi, tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Hiện tại thì sang đang dăng ngay chỗ bến đò Mương Miểu luôn nha. Giờ này thì cũng 8-9 giờ tối nha cả nhà. Mới bủa lưới xong nãy giờ luôn. Hôm nay thì hai anh em sang bủa hết lưới luôn nha cả nhà. Tới 3 luồng nữa, 3 tay luôn nha. Ở đó thằng tay đèn chớp đó, đỏ đó nha. Như bị trên nó 2 tay nữa nha. Rồi giờ thì đợi có khoảng 2-3 tiếng nữa thì sang kéo lưới rồi sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Anh chị em cùng đón xem và theo chân hai anh em sang tối nay bắt Hugo khủng nha. Rồi anh em sang kéo lưới nha cả nhà. Sức hả? Đầu đèn lên coi kỹ kỹ, bắt bỏ giá cho chắc. Tôm nha cả nhà. Đây tôm chứ. Tôm càng xanh.
trăm dăm. Tôm tôm. Ok. Rồi phải rồi. Tôm 150g. Trà xanh nha. Con ngỗng ngỗng 3 con. Gì? Con ngỗng cốc nha các bạn. Cốc khủng nha. Chi mấy? Chi lụ. Cái còn lên tim nữa rồi. Thì con lý nè. Chi lụ nha. Cốc mini hết cá luôn.